Chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh của Linh. Linh chúc cô chú anh chị một ngày nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Cô chú anh chị mà xem được video của Linh á, thấy thích ủng hộ cho Linh một like, một chuông và một lượt chia sẻ để động viên khích lệ tinh thần cho Linh nghe cô chú anh chị ơi. Bữa nay là cuối ngày cuối cùng của tháng đó. Sáng nay Linh không có đi chợ, Linh xem trong tủ lạnh đó. Còn cái gì ăn thì Linh nấu cái đó nghe cô chú anh chị. Linh hôm nay Linh nấu thịt sườn gam mặn của chú anh chị ơi. Linh còn ít sườn nè, Linh đem Linh gam mặn. Còn ít cái vỏ dưa hấu nè, Linh ăn cái ruột đỏ ở trong rồi. Còn cái vỏ Linh gọt bỏ cái vỏ xanh nè, lấy cái vỏ trắng trắng ở trong nè. Linh sẽ xào thịt, xào với thịt. Bên đây thịt Linh để xào cái vỏ dưa hấu nè, ít hành nêm cho nó thơm á. Linh sẽ gọt cái khúc bầu này nè, Linh bỏ trong tủ lạnh nó hơi héo héo nè. Linh đi luộc chấm chao ăn của chú anh chị. Linh mua keo chao nè, Linh luộc bầu lên chấm chao, có cà với dưa leo một chút, Linh xác lên ăn kèm luôn. Bây giờ Linh đi kho thịt với xào vỏ dưa hấu. Linh xay tỏi, Linh đi xào vỏ dưa hấu chứ, tỏi vàng thơm Linh cho thịt vào. Thịt này Linh sắc mỏng cũng mai chín lắm. Linh cho cái vỏ dưa hấu vào lên xào. Nêm vào đây một ít hạt nêm, tí xíu muối. Đậy nắp lại cho nó chín. Vỏ dưa hấu lên xào nó cũng đã chín rồi nè. Nêm cũng vừa ăn rồi đó. Cho ít hành lá lên. Rồi tiêu xay nó là được. Chín này Linh tắt lửa. Bầu Linh bỏ vô, Linh bắt nước Linh bỏ vô Linh luộc rồi nè. Còn cái củ cà gót với đậu bắp Linh luộc hôm qua ăn còn đó. Linh bỏ vô Linh hầm nóng lại rồi ăn luôn. Cái này luộc chấm chao ăn ngon lắm cô chú anh chị. Đây là cái chảo sườn gan mặn của Linh nè. Linh gan nãy giờ nó cũng khô sạch sệt lại rồi đó. Linh không có quay khúc ớt gia vị nấu của chú anh chị. Món này Linh thường nấu, Linh quay ngắn gọn thôi. Bây giờ Linh cho ít hành lá lên. Bỏ tiêu xay lên nữa là được. Buổi trưa của ngày cuối cùng của tháng đơn giản cho chú anh chị. Rồi, Linh nhắc xuống dọn cơm mời cô chú anh chị cùng ăn. Đây là cái bữa cơm trưa Linh cũng chuẩn bị xong rồi cô chú anh chị. Món là sườn kho mặn. Linh bỏ ít hành với tiêu lên cho nó thơm. Còn ở đây là dĩa rau củ luộc. Rau củ luộc Linh sẽ chấm chao ăn. Chấm chao cùng với rau củ luộc. Còn đây là cái món vỏ dưa hấu Linh xào thịt đơn giản cho chú anh chị cho buổi trưa. Xin mời cô chú anh chị ăn cơm trưa cùng với Linh nha. Linh sẽ ăn món cái bầu luộc chấm chao trước cô chú anh chị. Linh thèm bầu luộc rau củ luộc chấm chao quá ngon. Món này chiều hôm qua Linh ăn rồi nè mà vẫn còn thèm nên hôm nay luộc ăn nữa.
Dưa hấu là xào ăn mát lắm các quý vị. Nay buổi sáng Linh không có thời gian đi chợ luôn. Linh rước con Linh về cái trong tủ lạnh còn cái gì đó là Linh đem ra Linh nấu luôn. Cay à, không chết kìa nước mắt à, cái ngon rõ mà nó cay cay và ăn nấm vô tăng thêm cái độ cay lên nữa. Dưa hấu này xào ăn ngon lắm, xào với trứng hay thịt ăn cũng ngon. Cô chú anh chị mà chưa có ăn cái món dưa hấu xào nè, tí anh cô chú anh chị xào ăn thử thì ngon lắm. Bởi dưa hấu này ăn cho nó mát lắm. Ba Linh mua trái dưa hấu bự 3 kg luôn. Ăn Linh lấy vỏ lại Linh xào ăn. Mua trái dưa hấu tận dụng ăn hết rồi đâu còn bỏ nhiêu đâu cô chú anh chị. Chỉ bỏ cái phần vỏ xanh nó ngoài. Ăn cái món sườn kho kho vừa ăn nó kho thật sạch lại ngon. Chị mà xem được video của Linh á, ủng hộ cho Linh một like, một chuông và một lượt chia sẻ cho khích lệ động viên tinh thần cho Linh cô chú anh chị ơi. Linh thấy video của Linh không phát triển thì đăng ký cũng chậm lên mà view thì cũng ít nữa cô chú anh chị. Ta làm càng ngày càng phát triển lên, Linh làm càng ngày không có phát triển được cho. Hai mấy trái ớt vô ăn cũng ăn cho nó đã cay quá, ăn mấy con trái một cay quá.
Cái củ cải đỏ luộc ăn nó ngọt, thích thích củ cải đỏ luộc không nhưng mà nó canh. Rau này ngon, đừng bỏ vô với đường nên cho nó hơi dịu lại. Trời tháng 2 này nắng gắt, tháng 3 nó còn nắng dữ hơn tháng 2 nữa, cũng không kịp. Hôm chưa Linh chia sẻ đến đây cũng xin khép lại. Cô chú anh chị mà xem video của Linh đó, thấy thích ủng hộ cho Linh một like, một chuông, một lượt chia sẻ để khích lệ động viên tinh thần cho Linh. Cô chú anh chị, video của Linh đến đây là hết. Xin chào tạm biệt.